chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin thế giới cập nhật của đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua căn cứ không quân Mỹ ở FBI Iraq và căn cứ ở Sadadi Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Đài truyền hình Al-Majadin của Liban đưa tin nhóm vũ trang hồi giáo dòng CIA liên kết với mặt trận hồi giáo kháng chiến Iraq đã tổ chức các cuộc tấn công. Chưa có thông tin về thiệt hại tại thời điểm này. Thư ký báo chí lầu năm gốc Bart Breeder hôm ngày 31 tháng 10 cho biết căn cứ của Mỹ Iraq và Syria bị tấn công 27 lần kể từ ngày 17 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho rằng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông được thực hiện với sự hỗ trợ của Iran. Ông cũng cam kết lầu năm gốc sẽ có biện pháp nếu những cuộc tấn công này tiếp tục. Thưa quý vị, hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 đã thông qua nghị quyết một lần nữa kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Đây là lần thứ 31 liên tiếp Đại hội đồng thông qua nghị quyết tương tự. Có 190 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tham gia biểu quyết về dự thảo lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba phải được chấm dứt do Cuba địa trình trong đó 187 nước bỏ phiếu ủng hộ, còn Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, Ukraine bỏ phiếu trắng. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Parula cho rằng lệnh phong tỏa hơn 60 năm của Mỹ vi phạm quyền của người dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động chiến tranh kinh tế trong thời bình. Năm 1961, Mỹ và Cuba cắt đứt quan hệ ngoại giao, sau đó Mỹ tuyên bố phong tỏa kinh tế, tài chính và cấm vận thương mại đối với Cuba, Kể từ năm 1992, hàng năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều bỏ phiếu về dự thảo chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ. Đến nay các nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo 31 lần liên tiếp. Tuy nhiên nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Sáng nay Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khởi hành tới Philippines và Malaysia để tham dự các cuộc họp cấp cao. Theo lịch trình ông Kishida sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand và Marcos vào cuối ngày hôm nay. Sau đó, ông sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim vào Chủ nhật trước khi về nước. Phát biểu với các phóng viên tại sân bay, ông Kishida bày tỏ hy vọng có thể làm việc với các nhà lãnh đạo Malaysia và Philippines trong nỗ lực duy trì một trật tự quốc tế trọng mở, tự do và dựa trên luật lệ, Ông Kishida cho biết sẽ yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng tới tại Tokyo. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết sẽ công bố chính sách ngoại giao cơ bản của Nhật Bản ở Đông Nam Á trong thời đại tiếp theo. Hôm qua là tròn một năm, thỏa thuận hòa bình được ký kết ở khu vực Tigray của Ethiopia. Theo ghi nhận, các dịch vụ cơ bản như ngân hàng, điện, viễn thông đang dần được nối lại, các cơ sở y tế phục hồi, trẻ em cũng đang quay trở lại trường học Tuy nhiên, người dân tộc thiểu số ở một số khu vực vẫn còn trong tình trạng bị đe dọa và giết hại. Ủy ban nhân quyền Ethiopia đang điều tra những cáo buộc này. Ngày 2 tháng 11 năm 2022, chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đã đồng ý ngừng bắn trong các cuộc đàm phán ở Nam Phi sau hai năm đụng độ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Hôm qua, hàng nghìn người Afghanistan tiếp tục tràn qua cửa khẩu Tokham ở biên giới Tây Bắc Pakistan để trở về quê hương. Động thái này xảy ra sau thời hạn cho người nước ngoài không có giấy tờ phải rời đi do chính phủ Pakistan ban hành hết hạn ngày 1 tháng 11. Chính phủ Pakistan cho biết hơn 100.000 người Afghanistan tràn qua cửa khẩu Tokram kể từ khi nước này đưa ra chỉ thị trên. Cơ quan viện trợ cảnh báo làn sóng di cư ồ ạt đồng thời bày tỏ quan ngại về sự tái hòa nhập của những người trở về. Một người Afghanistan cho biết, Tôi sống ở Pakistan được 40 năm, chúng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu cuộc sống mới tại Afghanistan. Chính quyền do lực lượng Taliban điều hành hiện đã thiết lập các trang trại trung chuyển tạm thời để ứng phó với dòng người đột ngột tràn vào biên giới. Công ty điện lực Tokyo TEPCO của Nhật Bản hôm qua đã tiến hành xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý đợt 3 từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo TEPCO, đợt xả lần này kéo dài đến ngày 20 tháng 11, mỗi ngày sẽ có 460 tấn nước đã qua xử lý được thải ra vùng biển, cách bờ khoảng 1 km thông qua đường hầm dưới biển Dự kiến sau đợt xả thứ tư tiến hành vào tháng 3 2024, khoảng 31.200 tấn sẽ được thải ra biển. Ở hai lần xả thải trước vào tháng 8 và 10, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận diễn ra an toàn và không gây ra tác động phóng xạ nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thế giới cập nhật của Đài Phát thanh trường hình Đồng Nai. Xin hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.